Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì gió biển đang đứng ở phía trên đê và chỉ cách cây cầu Tam Tòa khoảng 100m nha mọi người. Ngày hôm nay, ngày 14 tháng 10 năm 2024, những cái thay đổi của cây cầu vượt sông đáy kết nối giữa xã Khánh Cường của huyện Yên Khánh sang bên xã Nghĩa Trung và Nghĩa Châu của huyện Nghĩa Hưng. Với cái tốc độ tiến độ thần kỳ được xây dựng, được đề ra là 16 tháng thì ngày hôm nay thì gió biển thấy rằng thay đổi nhiều lắm mọi người ơi. Đó, đây là những cái phần trụ ở phía bên huyện Yên Khánh nha mọi người. Phía đằng kia thì gió biển thấy rằng là đã kết nối những cái nhịp cầu với nhau rồi và hiện tại thì đang đổ lan can thành cầu. Đó. Hiện tại thì bên phía huyện Yên Khánh chỉ có hai trụ cầu chưa được kết nối và đây là trụ cầu giữa sông nha mọi người. Mọi người có thể quan sát. Trụ cầu đúc hẫng cân bằng. Đó, cái nhịp cầu đúc hẫng cân bằng giữa sông đó thì có hai cái cầu tháp rất là lớn và anh em công nhân thì đang thi công rất là tích cực trên đó. Đây là trụ bên phía địa phận huyện Nghĩa Hưng. Mọi người quan sát thấy không? Những cái khối bê tông rất lớn, rồi từ cái khu vực trụ và nhô ra hai bên đó, nó gần như một cái cánh chim đại bàng. Đó, xải ra. Đó, như kiểu một đôi đại bàng ở giữa sông đáy nha mọi người. Hai cái cánh nó xải ra giữa sông đáy và để mà hai cái cánh này kết nối lại với nhau thì khoảng độ 100m đến 150m nha mọi người. Hôm nay thì gió biển tới đây thấy xây dựng nhanh quá nha mọi người. Để chia sẻ đến mọi người những cái hình ảnh thực tế đó trên con đường D này, thưa quý vị các bạn, đã có cái sự gọi là những chiếc xe ben di chuyển để chở những cái vật liệu xây dựng và các thứ đó. Thì cái con đường nhựa, đường bê tông trên này bây giờ nó hơi khá là bụi. Và cái hành lang ta luy bên này đã được tháo ra nha mọi người. Đã được tháo ra. Đó, mọi người quan sát này. Ở phía dưới này là cái khu vực đổ bê tông, đúc những cái phần nhịp cầu. Đó. Những cái dầm cầu kết nối lại thành các nhịp cầu. Đó. Thì được đúc sẵn tại đây và kết nối lại thì nó sẽ nhanh hơn mọi người. Hiện tại thì gió biển thấy rằng là ở phía bên địa phận huyện Nghĩa Hưng đó thì thấy rằng là có nhiều nhịp hơn nha mọi người. Cái cầu này cũng rất là dài. Hiện tại ở Nam Định thì có hai cây cầu dài nhất, đó là cây cầu vượt sông Hồng kết nối giữa Nam Định và Thái Bình, và cây cầu này đây, cây cầu Tam Tòa là một mắt xích trong dự án cao tốc Ninh Bình Hải Phòng. Mọi người thấy không? Quy mô xây dựng rất là lớn, rồi các khu nhà ở của công nhân đây, anh em công trường đó thì cũng nhiều lắm nha mọi người. Có thể thấy là tiến độ thi công tuyệt vời. Một thời gian rất là ngắn thôi, gió biển không tới và thấy thay đổi nhiều quá nha mọi người. Lại đây thì gió biển sẽ zoom lại đằng kia xem để mọi người quan sát được là cây cầu nó dài đến cỡ nào nha mọi người. Đó, từ đây có thể zoom được rồi mọi người ạ. Đó, mọi người thấy là nó dài, rất dài luôn mọi người. Phải nói là dài rằng rặc. Đó, mọi người quan sát không? Hiện tại thì theo gió biển đếm là có 8 nhịp cầu tính từ chỗ phần đường này tới đoạn đằng kia thì bị cắt khúc. Có một cái nhịp cầu thì chưa được kết nối với nhau. Còn xuyên về phía qua đường trục kinh tế biển thì đã kết nối rồi. Và ở đây thì thưa quý vị các bạn, mọi người có thể quan sát này. Những cái phần lan can của thành cầu đã được đúc bê tông rồi. Đó, lan can thành cầu đã được đúc bê tông rất là chắc chắn. Và đến đoạn giữa kia thì thưa quý vị các bạn đang được buộc thép đó để đúc bê tông thành cầu. Những cái tháng trở lại đây, các con đường rồi các cây cầu tại Nam Định
đang được thúc đẩy những cái tiến độ rất là nhanh như cây cầu Lạc Quần 2, rồi tuyến đường Nam Định Lạc Quần, và ngày hôm nay thì là cầu Tam Tòa với tiến độ đốc thúc thần kỳ, 16 tháng có thể hoàn thành cây cầu này thì mọi người biết là tuyệt vời đến mức độ nào. Ở đây thưa quý vị, ở đây có một cái hồ, có lẽ là một số bác cũng tăng gia sản xuất nuôi trồng thủy hải sản đấy mọi người. Đó, sau này thì ở chỗ khu vực này nuôi cá đến đâu thì đưa lên đường cao tốc vận chuyển đi thì khá là nhanh. Đó, vận chuyển là Hải Phòng, vận chuyển là Quảng Ninh dễ dàng hơn rất là nhiều. Cái trạm trộn bê tông này rất lớn nha mọi người. Đó, mọi người quan sát rõ không? Đó, từ dưới ở phần mố này, từ dưới phần mố nha mọi người. Đó, đường trục kinh tế biển đó. Bây giờ thì các xe lưu thông qua này, đó, chui qua gầm cầu, và dưới đó thì nó sẽ thấp nha mọi người. Nó càng dần lên đây thì nó càng cao. Đó, chiều cao thì nó cao bằng ngôi nhà 4-5 tầng luôn mọi người, bằng ngôi nhà 6-7-8 tầng nha mọi người. Đấy, cái biển đang quay dần lại chỗ cái khu vực này để mọi người biết được là cái chiều cao ở những cái trụ cầu sát bờ sông này nó cao như thế nào. Đó, cao gấp đôi cái nhà xưởng kia. Đó, gần gấp 2 lần rưỡi luôn mọi người. Và đây thấy cái trụ giữa sông này nó đã nhô hẳn là tới chỗ cái con đường ven sông này rồi, đường đê ven sông này rồi. Thật sự là rất là uy tín đấy mọi người về tiến độ thi công. Hôm nay thì vừa xong mưa một cái trận nó vừa vừa đó. Bây giờ thì nó mát mẻ này. Mọi người cố gắng triển khai thi công để cho cái tiến độ nó được đảm bảo. Như vậy là rất là tuyệt vời khi mà ngắm nhìn cây cầu Tam Tòa vào thời điểm ngày 14 tháng 10 năm 2024. Và quý vị và các bạn có thể nhìn này, ở chỗ khu vực xã Nghĩa Châu này, chỗ này là một cái khúc sông nó khá là cong nhưng mà nó lại rất là rộng, mọi người thấy không, rất rộng nha mọi người. Bên địa phận huyện Yên Khánh, xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh của tỉnh Ninh Bình thì sẽ không có những cái nhịp dài như bên Nam Định đâu mọi người, sẽ ngắn hơn. Và nhìn cái khu vực đây, trời nó bị che khuất mặt trời, nó hơi tối một chút, mọi người thông cảm. Đó, hôm nay thì lúc mưa lúc nắng, trời tháng 8 lắm đâu mưa đó. Thì cái khu vực công nhân ở cũng ít hơn bên Nam Định, nhưng mà cái tiến độ nó sẽ là song song nha mọi người. Đấy, hai cái trụ giữa sông đó mọi người. Và hôm nay thì Gió Biển cũng chia sẻ đến mọi người những cái hình ảnh về cầu Tam Tòa vào thời điểm ngày 14 tháng 10 năm 2024 có cái tiến độ rất là nhanh, và với tiến độ có thể nói là thần tốc. Gió Biển xin chia sẻ đến quý vị và các bạn những cái hình ảnh về tiến độ của cầu Tam Tòa kết nối giữa tỉnh Thái Bình và tỉnh Nam Định, là một cái hạng mục trong tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng. Video clip này Gió Biển xin dừng tại đây. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video clip lần sau.